Nhân 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 23 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Cùng đi có đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị 94 thương binh, bệnh binh nặng, có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Mặc dù đang mang trên mình thương tật, nhưng các đồng chí vẫn luôn rèn luyện, phấn đấu, vươn lên theo lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, luôn là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi điều kiện sống và sức khỏe của các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm và mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn, phục hồi sức khỏe, xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm, đức hy sinh, góp phần tạo nguồn động lực để cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng cũng ghi nhận đánh giá sự nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong thời gian qua của cán bộ nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Thứ trưởng tin tưởng rằng trong thời gian tới, với tinh thần nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, cán bộ nhân viên trung tâm coi các đồng chí thương binh, bệnh binh như người thân của mình, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành 80 triệu đồng. Nhân dịp này, Công an tỉnh cũng đã tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành 20 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện lòng biết ơn, trân trọng những cống hiến to lớn của các thương bệnh binh vì hòa bình và nền độc lập dân tộc của đất nước. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã đến từng giường bệnh của những thương bệnh binh nặng tặng quà, thăm hỏi, chia sẻ động viên các thương binh yên tâm điều trị bệnh.